chào thầy cô cùng toàn thể tất cả các bạn. Mình tên là Vũ Thị Thúy, mã sinh viên của mình là CUV019HB27. Và hiện tại thì mình đang là sinh viên khóa 1 lớp Happy của trường đại học EdX. Và trong buổi hôm trước thì chúng ta cũng đã cùng nhau đi đến cái bộ môn soạn thảo văn bản. Và ở đây thì mình có một cái trang bìa. Và làm như thế nào để chúng ta có thể tạo được một cái trang bìa như thế này? Thì ở đây thì mình có một cái trang bìa sẵn mà mình đã ghi rồi. Và mình sẽ nói ở trên đây bởi vì chúng ta làm lại thì cũng khá là mất thời gian trong cái việc mà phải làm xong rồi hướng dẫn mọi người. Thì mình sẽ nói sẵn ở trên cái văn bản mà mình đã làm rồi. Đầu tiên là chúng ta vào trong cái phần insert ở đây, có cái phần shapers này. Sau đó thì mình chọn cái khung ô chữ nhật này và kéo từ trên xuống dưới làm sao cho nó vừa cái khung hình như thế này. Đó. Và ở đây thì mọi người có thể chọn cái cỡ chữ là màu xanh, chọn cái khung hình nó là màu xanh. Đây, chọn ở đây, sau rồi chúng ta kéo từ trên xuống dưới làm sao cho nó để vừa cái khung hình này. Ở đây mình sẽ chọn cỡ là 23.66, 4.91. Đấy, thì nó sẽ hiện lên một cái khung như thế này đúng không? Sau đó thì mọi người sẽ ghi chữ và ở đây thì mình sẽ copy cái chữ từ bên đây qua. Và cái cỡ chữ nó sẽ ngang như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trong cái phần text direction này thì sẽ chọn cái phần định dạng cho cái khung chữ này, thì mình sẽ chọn theo kiểu ngang như thế này đó. Và để làm sao có một cái khung hình mà nó hiện lên cái ba màu như thế này thì tiếp theo mình sẽ bấm vào trong cái phần chọn cái khung hình này, sau đó bấm vào trong cái đây format shaper. Thì ở đây nó sẽ hiện lên cái thanh tiêu đề như thế này, sau đó thì mình sẽ chọn vào trong cái phần Garden View. Thì mình đã làm sẵn, đầu tiên là mình sẽ chọn ba màu, sau đó thì kéo chỉnh làm sao chúng ta có thể phù hợp đối với cái khung hình màu như thế này. Đấy, và tiếp theo thì mình vào trong cái phần No Fill này, thì mình sẽ chỉnh làm sao những cái khung hình này và những cái line nó có thể phù hợp để cho nó đẹp, trở nên đẹp hơn. Đấy, đó là cái chữ đầu tiên mà mọi người làm. Tiếp theo là chúng ta đến với cái phần thứ hai của cái khung hình, đó là tạo ra một cái trang bìa như thế này. Tương tự thì mình cũng vào trong cái phần insert, chọn cái phần shaper như thế này và chọn kéo cái khung hình nó làm sao nó có thể vừa vặn. Ở đây thì mình nghĩ là mình nên kéo sát cái phần này vào một chút, sau đó thì mình sẽ chỉnh làm sao để nó vừa 23.66. Chúng ta có thể chỉnh làm sao cho cái phần phần ngang nó có thể là khác, nhưng mà cái phần dọc thì nó bắt buộc phải đúng với cái khung như thế này. Rồi tiếp theo thì mình cũng chọn cái phần thanh công cụ như thế này, format shape, để có thể là vẽ nên cái khung hình một tí màu xám này. Thì đầu tiên chúng ta vào trong cái phần pattern fill, chọn cái phần khung màu xám. Ở đây nó khá là nhiều cái định dạng, chúng ta sẽ chọn, mình chọn cái khung màu như thế này. Đấy. Và nó sẽ ra một cái khung hình màu xám như các bạn biết. Đó, và tiếp theo thì việc còn lại của mình là gõ nốt những cái chữ như thế này còn lại vào thôi, và nó sẽ ra một cái văn bản hoàn chỉnh để cho mọi người có thể. Đấy. Chúng ta đã tạo được một cái văn bản. Và có một cái điều khá là quan trọng ở trong đây, đó là làm sao có thể ghép được hai cái khung mà chúng ta đã tạo ra. Thì mình đầu tiên thì mình sẽ bấm vào nút Control này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ chọn, sau đó thì bấm vào nút Control này, nó sẽ hiện lên cái phần dấu cộng. Sau đó thì
chúng ta kéo Thảo qua bên đây. Và sau khi kéo Thảo thành công thì nó sẽ hiện lên một cái phần, chúng ta sẽ chọn vào trong cái phần group, thì hai cái thanh đấy nó sẽ tự động đứng lại với nhau và sẽ không di chuyển được đi nữa. Thì đó là cái phần trình bày của mình về cái bộ môn soạn thảo văn bản. Rất mong thầy cô cùng toàn thể các bạn xem và theo dõi, và chúc mọi người có một buổi tối thật là tốt lành. Buồn cười lắm mọi người ạ. Mình quay xong mình phát hiện là mình chưa bấm quay.